Dạ thưa sư, con bị trầm cảm và rất chán nản cuộc sống hiện tại, đôi lúc không còn muốn sống nữa và lúc nào cũng muốn đi tu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Con xin hỏi có thể đi tu thử không, và nếu trong thời gian thử con có thể không cạo đầu được không? Quý vị có nghe rõ không? Có nghe rõ không? Nếu mà không nghe rõ thì báo cho sư biết ha, tại sư thấy là đang đang đỏ. Thì xin thưa với quý vị, thứ nhất là còn tùy vào cái tình trạng của người bệnh có nặng hay là không. Như cái trường hợp gần đây á, sư thấy có ba người, nhưng mà chủ yếu là hai người đưa đưa nhau đi đến gặp sư, nói là giờ một cô cổ bị vong nhập đại loại vậy. Mà sư thì sư thấy là cái khả năng là cổ bị trầm cảm. Sư không biết là cổ có cái quá khứ như thế nào, cổ đã trải qua sự kiện gì để mà cổ bị tới như vậy. Tại vì ở bệnh viện từng ghi nhận một trường hợp là một cô cổ bị nói chung là cổ bị trải qua những cái cú sốc rất là lớn, thành ra là cổ bị câm luôn, rồi cổ giống như là cổ bị tâm thần, và người ta phải bác sĩ phải chạy chữa một thời gian sau thì mới khá. Thì cái cô này cổ cũng gặp một cái trường hợp sư cho là cũng tương tự như vậy, mà sư không biết là cổ đã trải qua cái gì mà cổ mất khả năng ngôn ngữ. Cổ nói bình thường á thì đôi khi cổ nói được, nhưng mà khi mà kêu cổ lặp lại một cái câu nói nào đó thì cổ rất là khó để mà cổ mở miệng ra cổ nói. Và cổ bị một cái dạng trầm cảm nặng. Thì cái kiểu như vậy á là mình nói thiệt sư không dám nhận. Sư chỉ nói đơn giản là thôi, ngày ngày bình thường thì cứ vô chùa hưởng cái không khí ở chùa để cho cái tâm mình á nó giảm lại, nó bớt lại thôi, chứ còn sư không dám khuyên nhiều hơn. Mà cái người dẫn cổ đi á thì bản thân người đó sư e là cũng cần phải đi khám. Cho nên á, là nói về cái chuyện trầm cảm á, thì có rất nhiều nha, có rất nhiều cái cấp bậc, mà tùy, nói chung là sư phải biết liệu sức mình, chứ còn không thôi thì sư không dám khuyên tầm bậy. Tại vì khuyên tầm bậy thì nó nguy hiểm lắm. Cho nên á, nếu như mà quý vị nói là bị trầm cảm thì thôi, vậy nè, vô chùa đừng có nói tu gì hết trơn á nha, chùa không có dám nhận, đừng có nói tu gì hết. Cứ ghé chùa làm công quả thôi, cứ ghé rồi mình hưởng cái sự mát mẻ của ngôi chùa ấy, để cho tâm mình nó thanh thản nha, để cho tâm nó thanh thản, rồi thì cứ ở đó thôi, rồi quanh tới quanh lui cứ lễ Phật lạy Phật, rồi thì thấy ai làm cái gì á thì mình hoan hỷ, thì mình vô mình phụ một tay một chân, thì cứ vậy mình vun bồi cái phước nha, rồi từ đó nó dần dần nó đi lên. Chứ còn mà nói là nhận quý vị vô tu mà còn tu thử nữa thì nói thiệt là không dám nhận, bởi vì không biết cái tình trạng của quý vị nó đến cái mức độ nào nha. Mà sư nghĩ là nếu quý vị không có dám cạo đầu thì cứ vào chùa như sư nói thôi ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có ý kiến gì về vấn đề này không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm Đại Đức Hành Tại là thật sự khi mà nói về những cái vấn đề bệnh bệnh đó, bệnh mà thân hay là lẫn tâm luôn quý vị, mà cụ thể đây là bệnh tâm lý đó, thì thật sự đúng như Đại Đức Hành Tại nói, có nghĩa là bản thân quý sư ở đây không có biết được cái tình trạng bệnh tâm lý của quý vị như thế nào, đúng không? Để mà giúp đỡ quý vị, cho quý vị cái phương pháp mà tu tập phù hợp nhất, bị hiểu mà
Tại vì có những á, ví dụ mà tình trạng quý vị bệnh á, có những cái tình trạng bệnh á mà có thể tu qua tại gia được luôn. Không, mình tu qua tại gia, mình làm những cái phận sự mà nó đơn giản thôi, giống như là tụng kinh niệm Phật, rồi thậm chí để hành tại có khơi gợi cho quý vị đó, gửi cho quý vị đó là mình vẫn là người cư sĩ, mình tu mình giữ giới năm giới không hay bát quan trai giới đó, rồi mình đi đến chùa mình làm công quả đó, mức thì cái đó cũng gọi là tu, chứ đâu phải mình nghĩ là phải phải nó phải cao siêu hay bắt buộc mới tu, rồi bắt buộc quý sư phải cạo đầu chứ vị, thì mình hiểu cái đó là mình chưa đúng lắm. Nhưng mà cái cốt yếu là quý sư vừa có cái lòng thương tưởng quý vị, cái lòng bi mẫn đến quý vị với muốn giúp đỡ quý vị, nhưng mà vẫn không hiểu được là cái quan trọng nhất là cái tình trạng bệnh quý vị như thế nào. Tại vì bệnh tâm lý thưa quý vị, nếu mà siêu biết đó nha, bệnh tâm lý đó, có những bệnh tâm lý mà nếu mà tình trạng mà nhẹ thì phải điều trị bác sĩ tâm lý và phải uống thuốc hàng ngày, không? Rồi theo dõi, uống thuốc hàng ngày hay là hàng tháng mới lên theo dõi. Và thậm chí bệnh nặng nặng là phải ấy nữa, phải theo sát bác sĩ từ năm này năm kia đó. Mà nếu mà quý sư ở đây vội vàng, không, vội vàng đưa ra một cái phương pháp cho quý vị là quý vị phải tu thế này tu thế kia, phải vô chùa, phải phải vô chùa cạo đầu đi tu đi, phải hành thiền, không, ví dụ phải giữ giới, phải tu thiền đi, tu thiền là mới hết, thì cái đó là nó cực đoan quý vị, nó không đúng tinh thần là Phật dạy. Cho nên trước khi mà kết thúc cái câu trả lời này nè, thì sư cũng mong là bản thân quý vị nè, bây giờ quý vị sẽ có lời khuyên là nên mình nên đi đánh giá đến bác sĩ chuyên môn đó, có sự can thiệp của y học hiện đại, mình đến bác sĩ tâm lý, mình đánh giá tình trạng bệnh mình như thế nào, rồi mình hỏi bác sĩ, là với cái tình trạng mà bệnh mình bây giờ nè, có thể đi chùa, có thể là giống như đó, có thể đi chùa giống như đọc kinh nghe pháp làm công quả rồi về nhà rồi tụng kinh đó, hay là tốt tốt hơn là có thể là tham gia những khóa tu vô duyên, không, hay là tham gia khóa thiền ngắn ngày, không, thì bác sĩ á, cái bằng là giống như là chẩn đoán cái hiện trạng bệnh mình, rồi đưa cho mình lời khuyên mình nên làm những cái gì, không, lúc nào mình thư giãn, lúc nào mình tu, mình ăn uống như thế nào cho nó phù hợp, rồi á, khi đó bản thân mình sẽ tự biết cái hướng tu cho mình, và thậm chí mình đánh giá được kết quả như vậy á, mình đưa cho quý sư biết, quý sư cũng trực tiếp hướng dẫn cho quý vị được đưa phương pháp tu tập thích hợp cho quý vị với tình trạng hiện trạng của quý vị bây giờ. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời hỏi này. Và xin qua câu hỏi tiếp theo.